Nhìn thấy chưa? Một con hồ ly này. Cả hồ ly đâu ghê đấy nhỉ? Đấy một con quỷ chúa này. Cả hồ ly chúa nhìn nó này. Ui ui. Ui. Mày đâm vào đây, mày chạy mất rồi. Mày này. Mày này. Cả hồ ly cả quỷ chúa. Cả hồ ly quỷ chúa nha, mọi người nhìn này. Nó cắn đôi tay ông này. Cắn tay này. Còn chính con này kéo con này là con cắn này. Hút máu ơi. Ui ui. Con quỷ chúa. Lên rồi. Anh bộ xong rồi em tập vào chúng ở quá nhá. Dã vào giữa mồm nó, dã giữa mồm nó. Mày à. Giữa ngang mồm rồi. Mày, mày rách mồm luôn, rách mồm luôn anh em nhá. Mày. Chết hết rồi con này nè. Mày. Chóng con lồi đi. Mày. Nó lên kìa. Con quỷ xoay lên rồi. Chó xoay. Chó tinh nhá. Ui. Rồi anh em nhé. Chưa kịp phòng con đã chạy rồi. Dưới cái giếng này lên đi. Dưới giếng nó lên anh em này. Ôi thế giới nha anh em. Ôi. Một đi. Ôi anh em nhìn này. Đây nhìn nó này. Nhìn cái răng con này này. Đấy anh em nhìn nhá. Nó cắn này, Đấy. Ôi. Mày chết luôn này. Anh em thấy chưa? Hết sức tỉnh táo với con này nhá. Ôi. Mày này. Mày. Ôi, hết sức tỉnh táo anh em nhá. Ôi chết rồi anh em ơi. Ôi trời. Ôi chết rồi cái này anh em ơi. Chạy đi tay ông đi, chạy đi tay ông đi. Chạy đi tay đi. Ai đâu quá. Con đau quá. Ôi trời. Ôi đau quá, ra tay đâu. Ôi dồi. Bọn này cắn đâu, cắn trong xương. Cắn trong xương luôn nhá. Gãy xương bên trong luôn nhá. Quá kinh khủng luôn. Đau quá. Dã từ dưới lên anh em ạ. Mày nói rồi, nói rồi. Ui. Mày. Chết luôn rồi nhá. Đứng hẳn lên trên thôi. Đứng hẳn lên trên, trèo hẳn lên trên đứng. Đó chết luôn. Thế bút chọc cái dưới, chọc dưới cái này cho nó lên. Đấy thấy chưa? Chọc dưới cho nó lòi lên. Đấy thấy chưa? Anh em nhìn chưa? Úi trời, chọc dưới mày chết này. Mày này. Dã luôn. Ôi cắn chân. Ui sao? Ui con kia cắn chân nhá mọi người nhá. Con chó sói này răng nó rất sắc. Nhìn cái mặt nó này, nhìn cái răng nó này, con này rất sắc nhá. Nó mà cắn con nào là sát trước một người, nó mà gãy chân gãy tay luôn. Ấy, mày chết luôn. Nó nhảy quá. Đâu rồi? Đây đây. Giờ phải nó trong này anh em nhá. Quá là mà nó cứ cứ đây em nhá. Đâu nào đâu. Ui ui. Máu. Đâu máu. Đây, đập trúng rồi, nó chảy máu ra đây. Đây, máu rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, đập trúng rồi. Con này chết rồi nha bác. Con này vừa mình đập vỡ đầu rồi. Nhìn nó ở dưới. Sao xung quanh đây thôi. Ôi, nó chạy ra kia rồi. Vừa rồi. Nó chạy ra ngoài rồi.
Không vừa có tiếng bụp vỡ ở đây không? Em vừa có tiếng ở đây mà anh em. Đi đâu luôn? Ôi nhìn nhìn kia, thấy nó vẫn đập tôi lát sọ luôn. Mày này, lên đây, mày lên đây. Đây sọ luôn anh em. Mày chết này. Bây giờ giờ cẩn thận nhá, nó lên nè, dã luôn. Dã. Đập luôn. Ngay dưới gì anh em nhá? Đây nó ngay dưới gì ở này? Ui, vẫn đang xét xét gì? Bây giờ nhìn cái gì ở này, nhìn ngay gì ở này. Mày đi đâu á? Mày này. Đâu? Con này nó quá kinh mọi người nhá. Con này nó rất là giỏi, nó khôn. Vừa giỏi không còn đấy. Đấy là con sói ở đấy nhá. Đây cho nó miếng ăn miếng này, cho nó ăn cái miếng ngói này. Cho nó nửa cho nó ăn miếng ngói xong mới đập nó. Nửa nó ăn miếng ngói anh em nhá. Đây nhìn anh nhìn này, nhìn kỹ nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy, nó tưởng đây là thịt nhá. Đấy cho nó cắn. Đấy. Rồi. Để nó cắn xong đập nhá. Ôi mày ăn nó rồi. Mất luôn nhá. Nhớ lên. Để nó cắn xong rồi. Khỏe lắm. Để nó cắn xong để nó nhai nhai xong rồi mình đập nó. Rồi mày xong rồi. Mày chết. Khốn lắm anh em ạ. Vậy là phải tao ra đây giết luôn anh em ơi. Ôi. Giết con nó rồi. Chạy ra nó bảo bên trong này. Ủa kia đúng không? Trên mái nhà đây. Lên mái nhà bắt tôi. Dưới giếng thôi. Bây giờ mình lấy cần câu mình câu em nhá. Kiểu gì nó cũng sẽ lên cái giếng này mà. Dưới giếng thôi. Đi nhanh. Về lấy cần, lấy gà đi đây em ơi. Đi đây em ơi. Nhanh bố. Ôi. Bị. Bố đang bỏ ra ngoài này. Đúng. Bị. Quá rồi. Ôi, Nó xanh nhẹ xe rồi.
đây. Ui. Đi mà bỏ em vào con xe em. Ôi. Đấy kìa. Bạn nhấp. Ui. Bạn nhấp kìa. Thấy thấy sao bạn thấy? Ai là chị ba? Ai? Ai rồi rồi. Ai rồi rồi. Ai đây? Ai đây? Ai đây? Ai đây? Ai đây? Ai đây? Ai bắt đầu kéo lông vào. Ui ôi thủy quái mọi người. Ui ôi ôi cái thú à, cái thú à, cái thú đấy. Bây giờ cái đầu ơi, cái bu đấy vào đấy kìa. Ê phi vào thành bu nam bình ấy. Ôi Quay gần xem nó thở, nó kinh cực kỳ luôn. Ui con đấy to mấy mấy tạ. Oh my god. Nó hóa thì con mà cái con máy nó phát hiện ra không thì anh em mình cuốn chết rồi. Vào vào đấy nó mổ. Ui mấy mặt em à. Nó là phòng thủ anh em ạ, nó phòng thủ. Nó kỳ phòng thủ ấy. Ui kỳ kinh thật đấy nhỉ. Ôi giời. Bắt nó đi anh ơi. Bắt cũng được, nó đi vào người gần. Cái này to gấp đôi đùi mình ấy à. Ui. Ui ôi sấm chớp ầm luôn nha. Ui, 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 ui,
Chạy đi. Anh em nhìn xem đâu rồi? Ủa, đâu còn một hồ tinh này. Ôi, đâu hả? Ngồi xuống dưới này anh em nhá. Ôi, có người kia vừa thăm một cái cô gái nữa. Đuổi theo cô gái à? Ôi, ông ơi, ơi. Ôi, về trong kia nhau ơi. Kia, đâu rồi, trong kia rồi. Ôi, kia kia. Ôi, kia, nhau ơi, đâu rồi, trong nhà kia rồi. Sao gì đây? Ôi, trời ơi. Ôi, nhìn nó cách ngương một cái bờ sông rồi anh em ơi. Chạy rồi, chạy được này. Nhanh cùng đưa người bên kia rồi anh em ơi. Khác người rồi, đuổi nhanh đi. Tìm đường thang. Thế rồi anh em ơi. Ôi hồi tinh nó nôi người. Nó kéo người vào trong cái nhà này rồi. Anh em mình đuổi. Nó sắp đến nơi rồi. Đâu rồi, nó tinh rồi. Ôi. Nó mày đâu rồi. Người nó vừa đây mà. Ui ôi đập nó, con hồ đi dưới kìa. Đập nó, ra đi. Chỉ quỳ nhầm người thôi. Ê, bán ơi. Ôi, sao quá. Đập nó vào rồi. Đập nó. Cô đâu rồi. Con gái vào rồi em ơi. Chết rồi anh em ơi. Ui, mẹ nó sói tinh. Con sói anh em nhá. Mày chết tao rồi. Ui, ê. Mày này. Nó nuôi người rồi anh em ạ. Mày. Tập vỡ tường nó này. Vỡ tường nó này. Mày ơi. Rồi. Nhìn được sao tinh rồi. Nó vừa mới đây mà. Đấy, nó cắn chân mình giữa con hồ tinh kia. Bây giờ con này nó xuất hiện này. Đấy bảo vệ con hồ tinh kia. Nó nuôi cô gái vào rồi, ra kẹp giữa đầu luôn. Ui. Ui, nó chạy rồi. Đây mày em ơi. Ui, nó chạy ngay mắt rồi. Kìa, nó vào nhảy nước nhảy sang bên kia rồi. Ui trời ơi, anh em ơi, nó nhảy sang bên kia rồi anh em nhá. Nhìn nó là nhìn kìa. Mày này. Đập nó mũi sổ máu kìa anh em. Đó đây, nhìn rõ đưa vợ đừng để đó nhá. Nhìn máu rồi, nhìn máu trước. Đấy là máu vừa đập vào đó ấy. Đây là máu con hồ ly rồi chứ không phải là máu cô gái đâu. Tức là con quỷ chúa ấy nó xuất hiện ra để bảo vệ con hồ ly tinh. Mới con chăn tinh, còn con chăn tinh nữa ở đâu ấy. Đây là ấy, chưa cái đầu quỷ chưa. Nó già luôn anh em nhá. Nhìn nó luôn. Dã luôn trọng họng mà nói. Mồi vớ mồm rồi. Nó chết luôn anh em ơi. Ôi trời. Mày chết luôn này. Ôi anh em nhìn này. Thấy chưa? Ui. Bảo không được. Ngôi nhà vào phát là sập ngay. Bởi vì phi vào nhà phát là nó đánh sập ngôi nhà, khả năng mình sẽ toi mạng luôn.
Đấy không thể vào bên trong được anh em nhé. Con của chúa nó lừa mình để anh em mình có thể vào bên trong này đấy, nhưng mà anh em mình không bị mắc lừa đâu mọi người ạ. Mắc lừa sao con này đập con nó luôn đi anh em nhá. Bây giờ nó học thành tinh, nó khỏe lắm, nó có trí óc hơn người đấy. Dạ mày này, ừ chúng chắc mày nó tránh né mất rồi, nó chạy thế này. Ê thấy chưa đi, nó ra luôn, nó ra cổng đầu. Để nó ra mình tống đầu luôn đấy mọi người nhá. Mày đấy nhá. Nó cắn rồi. Nhưng con sói mới là con nó cắn đấy nhá. Con sói tinh nhiều con rồi à, con này là nó cắn giường, nó cắn giường kìa. Con sói tinh này. Đấy quá. Ôi, đấy rồi. Thương luôn. Kìa, cái nó gặm kia chưa kìa, nhìn mày này. Bây giờ nó về, nó đánh nhau thôi. Ui dồi ôi, nhìn nó gặm này. Ui dồi ôi. Quá kinh khủng anh em ạ. Ấy, ui đấy chưa. Con chó sắc rồi. Ui, con chó sắc nó gặm luôn. Nó tay nó cắn được tay luôn. Mày, mày. Kinh luôn. Có vào đâu không giờ chưa? Anh em mày khen rồi. Vòng bên kia anh em ơi, vòng ra bên kia. Bên này có cửa vào thôi. Đây rồi, hai cửa vào rồi, chơi số rồi. À, có cửa vào rồi. Con này mày chạy được rồi. Được rồi anh em nhá. Nhìn cái mái này, đấy thấy chưa? Đây, thấy chưa? Con này chưa, con hồ tinh chưa chết đâu. Đấy, thấy chưa, con hồ tinh bây giờ mới xuất hiện này. Nó vẫn còn sống, hồ tinh vẫn còn sống. Đó rồi, nó còn mới sống, nó vẫn xuất hiện ra này. Anh em nhìn này. Cái lồng của nó xem. Anh nhìn này. Cái lồng của anh em xem, con này. Mày đây. Chưa có bị thương rồi, thấy chưa? Ôi dồi, thấy chưa, cái lông của nó. Mày đây. Nông con này yếu lắm rồi, con này nhìn nông yếu rồi anh em ơi. Anh em mình đập nó này nó yếu lắm rồi. Ây da. Ui, bà vẫn sống, vẫn khỏe lắm. Vừa mình chọc con dây dính cổ vẫn chưa chết. Đây, cái kinh khủng luôn. Thấy chưa, con hồ ly là nó bị thương nặng rồi. Mày đi. Bây giờ nó bọn này ra để bảo vệ đây. Mày lại anh túm đầu không? Có kinh rồi anh em. Túm đầu cho tôi số rồi. Thịt mày luôn rồi nhá anh em nhá. Đây là con bình vượng. Đấy anh em nhá. Ê mày, mày mày đấm nai rồi. Mày rồi. Ôi nó cắn tay anh em ơi. Ê nó cắn tay kìa. Mày ơi. Mày ơi. Ui nó vẫn xuất hiện nha, nó vẫn xuất hiện con hồ ly nhá. Mày rồi, xong rồi. Chết rồi, mày chạy đậu giữ kéo răng nó ra, kéo ra. Xong cắm mạnh nó ra. Khỏe lắm. Qua sức mạnh của con chân tinh này là nó giúp nó chân tinh, sức mạnh của nó là rất là khỏe. Hay nhảy sờ vào đập nó đi anh ơi. Hả? Về đây rồi, mày chạy mất ba rồi, đuổi. Đâu rồi? Nhìn kia đâu? Nó chạy mất rồi anh em ơi. Không thấy nhá. Nó chạy mất tích luôn rồi nhá. Đây này. Đây là cái máu của nó nha, máu của nó. Tay mũi dính máu của nó luôn. Tự mình đập cái này vừa mấy phát đầu nó chảy máu của nó cả cứu chúa cả con chân tinh. Nhưng con chân tinh lại xuống cái giếng ấy em bắt được. Là nó chỉ có con hồ ly lên để nó tấn công mình thôi. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái giếng kia. Mình sẽ bắt con chân tinh lên cho người xem nó to thế nào. Mình nghĩ có thể bắt đã. Cũng đây đâu cứu mọi người. Cứu. Anh ơi, con chân tinh kia nó trẻ đi kìa. Chân tinh đâu? Hả? Con ơi, cái xe kia kìa. Ui, chân tinh em ơi. Ôi, chân tinh kìa. Nó trẻ đi rồi. Ôi, con quỷ. Ôi, con quỷ chúa. Ôi, thì chạy mất rồi. Ôi, đâu ơi? Đi đâu ơi?
chạy đi, anh cứu chị em ơi. Ủa, ôi con người. Em ơi, con bảo con nhìn nó bảo con người nữa mà. Ôi con quỷ chúa, mọi người. Vừa cậu thanh niên nói còn người đâu ơi, như kiểu ơi. Ôi, mày chết luôn. Đấy. Đấy chứ, con quỷ chúa xuất hiện. Ôi. Ôi, 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 ôi. 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 Đi không? Nhìn chưa, nhìn chưa. Đó, quỷ chúa thì người. Đâu? Ôi, ôi. Ôi. Nhìn cái đầu ơi. Nè con quỷ chúa, anh em ơi, nhìn cái đầu này. Cái đầu này. Ôi. Thành thế. Ôi. Ra nó ra luôn, ra luôn. Rồi. Nhà nó trong rồi. Ủa. Vào đâu đi. Mình có con gì vừa cắn đây. Thấy không, thấy không? Nó chạy đâu nhỉ? Đấy em ạ. Đấy chứ. Mình nghĩ đấy vẫn là con cổng tinh nó hóa thân vào con chân tinh ấy. Là nó ra bề nó ra đường nó ăn thịt người rồi. Hôm trước nó kéo một thằng 6 tuổi. Cái gì, cái gì á? Ui giời ơi này. Ui con này. Ui giời ơi. Cái đầu con này đỏ lư luôn. Thấy đó, thấy không? Ui giời ơi. Quá kinh khủng luôn. Nó chạy trong này rồi, nó chạy trong này rồi nha ơi. Ôi giời ơi. Tiếng hóa nó chạy. Rồi. Đây. 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 Vết tơ bò ấy, vết tơ bò, vết bò. Dấu vết của nó à? Nhìn nó đi lên 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 kia sao ấy? Cái nó tới rồi, kéo người vào nhau ăn này xong. Thế bảo là con hồ tinh này nó thường nó biến thành một chân tinh. Là khi nào mà biến thành một chân tinh ấy là sẽ sang nghĩ địa và nó vào những cái nhà hoang và gặp người dân ấy đi qua nó sẽ nó cắn luôn. Nó giết thì ăn thịt luôn. Nhìn kỹ nó nhanh em nhá. Ôi mẹ ơi. Ôi con quỷ chúa anh em ơi. Trời. Ê con quỷ chúa ơi đâu rồi anh em ơi. Đâu ra. Ôi con quỷ chúa. Ai. À. Ôi. Quỷ chúa anh em ơi. Đi ai. Ôi. Đâu rồi. Đâu rồi. Đâu rồi. Ui. Ai. Mày. Ui đây rồi. Ui. Ui ơi, con ui. Ôi. Mày. Mày. Ôi con quỷ đi. Mày. Con quỷ. Satan. Mày. Ôi. Satan, quỷ Satan. Quỷ Satan xuất hiện rồi mọi người. Satan anh em ơi. Rồi. Bây giờ phải đợi cái đầu đó. Đây, về đây. Ui, cho sói, cho sói, cho sói mời. Ui, ui, cho sói nha. Nó bị thế sói. Ui, con sói anh em ơi. Nhìn tôi tới. Ui, ui, anh giữ đầu ơi. Ui, nhìn nó này, nhìn nó. Ui, 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 con này nó đói mồi, đói mồi. Mày. Mày chết rồi, gãy muôn mày luôn rồi. Mày. Mày gì đây? Ui. 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 Bàn tay cô gái bơi, bàn tay cô gái. Ừ. Ui, ui, ui. Con quỷ, con quỷ. Không phải người, con bàn tay con gái đâu đây, con quỷ, con hồ ly tinh nó biến thành anh em ơi. Con nó lôi vào. Con hồ ly tinh nó biến thành người, nó lôi vào người vào rồi anh em ơi. Kêu 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 rồi. Ui trời ơi. Ui 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 ui. Ui con quỷ kia. Ui ui ui. Ui ui ui. Lôi rồi, nhau ơi, ra luôn đi. Ui mẹ ơi. Có mỗi đầu rồi, có mỗi đầu rồi. Con quỷ kia nó xuất hiện rồi nhầm nhá, con quỷ Satan xuất hiện nó sẽ biến thành người đấy, không phải là con người đâu, cô gái đâu. Cái đầu có mỗi đầu. Cái đầu ấy. Ui, nó kìa, nó kìa kìa. Ui, trông sống ra. Ui, nó chạy thằng kia rồi, nó chạy thằng kia rồi kìa. Nó chạy thằng kia rồi kìa. Cô gái kia có mỗi đầu rồi em ơi, mỗi đầu rồi. Để chứng tỏ con này nó hút, nó cắn nát đầu rồi, nát người rồi mọi người. Dã luôn. Đại. Mày chết luôn. Con chặt tinh đâu?
con chân tinh có thể nó biến đấy, là con hồ ly nó biến thành chân tinh em ơi, chính là con hồ ly nhá. Có bàn tay như vậy mình nghĩ là vẫn còn đấy. Hồ ly tinh nó chưa nhai ngay đâu nha, mà con nó biến thành con chăn tinh để nó dọa người, nó bắt thương người đấy anh em ơi. Ui. Mấy người bắt người không? Ủa mấy người không? Mấy người không phải đâu. Con hồ ly tinh biến thành anh ơi. Hồ ly tinh à? Đấy hồ ly tinh rồi. Số mặt kinh thế. Ủa mặt trắng tinh rồi. Đấy mặt con hồ ly tinh em ơi. Ôi, chắn đấy là mắt con hồ ly tinh rồi. Bắt tay vào mắt này. Trời ơi, anh ra gì em, ra gì em. Cái mắt này, khổ mắt đâu. Ôi, con hồ ly, con quỷ chúa, con quỷ chúa. Anh biến anh ơi, chắc chắn rồi. Con quỷ chúa, con quỷ chúa. Ê, đây con quỷ chúa không phải con hồ ly tinh đâu. Phi rồi nhá. Đây con hồ ly tinh. Một phần phi rồi nhá. Dạ. Mày này, nhảy vào luôn đây. Giết nó luôn. Bao lợn. Ôi thấy nó không? Mất tích rồi. Đấy là tức là cái con hồ tinh này nó biến thành là cái mắt của là cái mắt hồ tinh, nhưng mà nó quá xác người. Mắt của nó mượn thân hình của cô gái anh em ạ. Đấy, cái kia không? Đấy, cái kia nhở? Đuôi đuôi anh ơi. Thôi. Cha ơi. Đúng rồi. Gái. Đưa theo nó. Mấy thứ cô gái đâu? Ui, nó hát sát người rồi. Nè, nó vừa mới xuất hiện đây mà. Nó đi nhanh lắm đây mọi người. Nó hát sát người rồi. Bây giờ anh phải tìm con chăn tinh. Ê, cái kia dưới gốc cây à? Dưới gốc cây. Nó chui dưới gốc cây anh ơi. Nó vừa chui dưới này này. Chân tinh đây rồi. Con chân tinh chui đây rồi. Đây rồi, phát hiện ra con hồ tinh nó bay vào đây rồi. Vừa vọng phát hiện nó bay trên những ngọn cây này. Nó bay tới cái nhà từ lúc xa xuống đây rồi. Bây giờ mình lần lần theo dấu vết của nó tới đây. Đây. Nó xà xuống phát là sập hết cả cái đám hiên của mọi người. Đây, nhìn theo chân của nó. Chân của nó em nhá. Dấu vết của lông của nó này. Lông của nó rất là to luôn. Đây em ơi, đây em. Phải không anh em ơi? Ui. Ui. Ui, cái gì đây? Ui. Chân tinh mọc sừng rồi. Chân tinh mọc sừng. Có chân tinh mọc sừng không? Có chân tinh rồi. Ui, chân tinh mọc sừng rồi. Nhìn kỹ lại xem. Mục xin em ơi. Ui đâu ơi. Ui dù ui. Để cho bọn xem kỹ em ơi. Này. Kỹ cho em ơi. Kỹ này. Để con chăn tinh nhá. Con chăn tinh này. Thấy chưa, cái đầu ơi. Ui đây. Gì? Ui cái đầu di chuyển kìa, đầu di chuyển kìa. Ui kinh thế. Đầu di chuyển này. Ui đầu chăn tinh kinh nhá. Ui đầu kìa. Cái gì đây? Xem. Đây nó con hồ ly rồi, kéo con hồ ly. Ui ai. À, đây là một túi nhá. Một túi nhá. Bên này có hai bên lông. Đây không? Đây không phải lông màu có phải không? Bên này ơi này. Ui đây màu khác này. Ui màu khác. Nhắm đây màu khác này. Ui anh em ơi. Ui cái đầu nó ngừ, đầu nó ngừ kìa. Ui hai đầu. Mẹ ơi quá kinh khủng luôn. Cái này nó sừng nó biến thế bằng này rồi. Nhìn đây là hai con hồ ly yếu ấy. Em nghĩ đây là hai cái này là cái đầu hồ ly này. Con hồ ly nó mới biến thành ấy. Ôi 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 ôi
Ôi dưới nó đâu, cắn mất đầu rồi. Ôi con quỷ dưới đâu ngược. Ôi con quỷ dưới đâu ngược anh em ơi. Đâu nó vừa gì đấy, quá kinh khủng luôn. Đâu rồi, nó vẫn sống này, nó vẫn sống luôn. Nó có chân tinh rồi. Đâu đâu nhìn rõ rõ như thế, nó đang tu luyện rồi mọi người. Ôi cả con sói nữa kìa. Sói tinh nhá, sói tinh nữa nó xuất hiện rồi mọi người. Ý dồi nhìn nó kìa, bay. Ui, nó bẻ cái thủa. Ui cái răng nó bẻ thủa này mọi người này. Nhìn tiếp này. Ui thấy chưa, thấy chưa cái răng. Ây nó đau quá, còn nó đau quá. Ây 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 cái thủa anh em ơi. Dạ ây khủng quá. Mày ui nhỏ đi. Phá phá luôn cái đầu sờn ghê quá. Đập chân này đi nhá. Mày khéo mình phải đập nát cái đầu. Ui ui ui. Thấy chưa, vừa nói phát nó ra ngay mọi người nhá. Ở đây đánh rồi kinh lắm. Ui dã nó không bị sao luôn. Bẹp đầu này mà không hề gì luôn mọi người. Nhìn bẹp đầu rồi. Mày ui rồi. Nát đầu luôn rồi. Ui cái đầu ơi. Cái đầu chân tinh em ơi. Nó ra đầu chân tinh ra này. Đầu ra này em ơi. Đầu chưa. Anh em ơi. Thấy cái đầu nha anh em ơi. Ui nó ra này. Ui giống như con chân tinh nó ra mọi người. Ui 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 nó di chuyển, nó di chuyển này. Ui ui thấy chưa, thấy chưa. Ui đầu kìa kìa. Ui nó đẹp. Ui nó ra cái đúng cái đây là đúng cái đo sừng luôn. Sừng thôi. Ui ui kinh chưa, kinh chưa, kinh chưa. Nó sừng trâu ấy, sừng trâu ấy. Cái này không phải đâu, cái này kiểu sừng con hồ ly rồi. Sừng trâu hồ ly, sừng trâu hồ ly. Hồ ly biến thành chịt này. Ui chết rồi. Đấy. Nó con trâu tinh. Ui thấy chưa. Ui nó di chuyển, nó di chuyển. Ui nó di chuyển rồi anh em ơi. Mày nó chạy, nó chạy, nó chạy. Ui nó chạy kìa. Đập nát cái đầu cái đi ơi. Ui ui. Cái đầu đâu. Ui 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 ui. Ui nó quay, nó quay, nó quay, quay. Ui 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 nhìn nó quay giữ lại, giữ lại. Mày này. Ui trời ơi. Nó hút vào luôn. Cái đầu chạy kinh lắm. Nó hút vào luôn, con hồ đi nó hút luôn mọi người. Trước cùng chúa ạ. Quá kinh khủng luôn mọi người. Dạy. Ui con chạy kinh lắm. Nó di chuyển, nó chạy mất rồi này. Nhưng mà chắc nó có bao quỷ nữa lại. Kệ nó chiều hoài không. Đây, 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 con quỷ ra luôn này mọi người. Đấy mọi người nhìn này. Ấy. Đấm đấm nó vỡ đầu luôn, đấm vỡ đầu luôn này. Ôi trời ơi, nói phải. Đây ra mình là ôi giời. Đây anh tóm luôn nhá. Dạ dã luôn anh em ạ. Ui ôi ôi. Cắn mình ấy. Anh nhìn nó đầu anh tóm luôn nhá. Ôi giời, nó đập. Giữ đầu nó chặt rồi. Cần giữa nó chặt đi. Đây, từ ra. Đâu nó bị ăn được mà. Ấy, nó ra đều lắm, nó ra đều lắm. Con này ra theo chu kỳ rồi. Nửa các bạn. Đập nó Ôi mẹ cái đầu kinh thế. Ui cái đầu ngược. Quá kinh khủng, nó biết bay, nó bay nơi lửng rồi. Bay trên này. Ui nó bay từ trên xuống. Thấy con chăn tinh. Ui nó lại bay ra kia rồi. Dạy. Mày. Ui. Còn một cái đầu, một cái sừng nữa, còn nó lắp mọc sừng lên này. Ui ui nó lắc người, nó lắc người anh em ơi. Ui ui ui. Ui ui ui. Ui cho nó tựa vào kia. Ui ui ui. Cầm rõ này, nhìn rõ đầu ra cho xem rõ người. Ui ui lúc nhìn rõ đầu luôn nhá mọi người. Nhìn này chưa chưa. Ai đi ra rồi, ra rồi đấy, đầu này. Ui nó lên trên anh em ơi, đây nó đây rồi. Ấy ôi đúng con quỷ chúa rồi. Mày chết này. Bạn giữ cái đầu có kinh đâu. Nó lắc từ trên nó bay trên đôi không trung luôn trời. Ôi trời ơi. Ôi kinh hoàng quá. Xuống nhà đi. Cẩn thận nhá, nó chui vào nó cắn cái đầu luôn đấy. Ôi con sói, con sói. Ôi con sói, con sói.
cái ma ám của ở cái thằng hồ ly. Đầu lên đầu ai? Bây giờ là cái đầu đang chịu hồi cái đầu đầu quỷ về. Đổ chết luôn này. Thân nghe mọi người. Ui, đầu quỷ ơi. Quá kinh khủng luôn nhá mọi người nhá. Nhìn này nó kinh chưa? Nhìn này nó chịu hồi này cái đầu. Ví dụ nhìn cái đầu này. Quá kinh luôn. Ôi cái gì? Ôi. Nhìn con này nó tăng hình như nó biến lên rồi anh em ơi. Ui, nó từ ghé về. Con này nó từ ghé từ cái sừng có. Từ cái sừng nó xuất hiện anh em ơi. Ui. Đi rồi con ơi. Ôi trời ơi. Chạy chạy đâu. Chạy đâu. Nhanh ơi. Chạy đâu. Ôi trời ơi. Ôi. 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 Đi lagi. Ôi. Nhà không phải người đâu. Không phải người. Đâu rồi? Nhà ơi không phải người đâu. Mất tích được. Đi không muốn đi cái biến này mọi người. Ôi. Không phải người. Không phải người. Chắc chắn không phải người rồi nhá. Ôi trời ơi, không chắc chắn của mọi người không? Đi đâu? Bàn tay này. Không phải người. Từ đây xem phát năng không? Ôi. Ôi. Không phải người. Ôi. Mất tích rồi. Thống lên nào. Ê. Thống lên nào. Ê con quỷ. Thế con này. Ôi mẹ hiện hình mẹ đâu. Ôi con. Cái này có rất giống con quỷ mà con hồ ly kinh hôm qua mới hiện về rồi. Người trong đây mình. Ôi mình thấy rõ ràng là con này là một con quỷ rồi. Sắp rồi ở dưới anh. Ôi. Ô nhìn nó. Với ở dưới xong, với dưới xong rồi. Ô từ dưới lại xem nào. Có sát gì ấy? Có sát gì hả? Có tập kinh nhá. Ôi xem nào. Ôi. Ôi trời ơi. Mami. Ôi mà. Mami. Mami. Quỷ con vật quỷ Mami. Quỷ Mami. 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 Quỷ nó Mami rồi. Quỷ Mami mọi người. Anh em có chỉ nó mami nó lép rồi anh em ơi. Ôi. Thấy đâu. Anh em ơi. Thấy đâu. Quá kinh khủng luôn. Ê. Chắc chắn rồi. Chui anh em nó chui vào đây nhá. Con này con mami nó lép mọi người nhá. Con hồ ly nó mới triệu tập con này về đấy. Mày đi. Rồi. Con này là con mới của nó. Quá kinh khủng luôn. Rồi. Ôi chị. Nó chui vào hiện ấy cho em này. Vâng, gần trong sân rồi. Hiện hình ở trong này mà. Nhìn này, đây anh em ơi. Con này nó chui vào đây rồi. Ui, nhìn cái đầu kìa, cái đầu bắt được. Cái đầu nó vừa mới bị. Cái đấy là nhầm là xấu đấy. Ui, ui đầu này, đầu đỏ không này. Ôi, là sao? Này anh đập gọn. Nguyện anh đập gọn này. Đấy. Mày. Thấy không? Ôi, nó lên rồi, hiểu rồi, nó lên. Đâu? Cửa kia. Ui. Ôi chào mấy anh nhá. Con này con quỷ chúa rồi anh em ạ. Ai à? Con này bây giờ xuất hiện anh em ơi. Nhìn cái tai này, nhìn thấy chưa cái đầu này. Con này con kia là con mami. Đấy cái đầu con. Con này chính là con pha tờ, con bố của nó. Quỷ chúa. Đấy, đây là có mấy con nữa cơ. Ui. Có mấy con. Ôi, đây là con quỷ chúa. Nó có con chân tinh nữa. Chân tinh. Xong con hù ghi. Nó để ra con mami này. Con này chính là con quỷ chúa không chân. Chân rồi, ôi, đầu mày. Con này, dã cho nó nát đầu luôn. Không dạ chân, anh. Mày không chân mày có đầu chết luôn. Được. Chưa rồi, chưa rồi, chưa rồi. Nhìn thấy không? Dã luôn, nó thấy nó dã luôn nhá. Ba đi. Đây rồi. Ui. Con này sát đớn tôi vào. Ui mèo ơi, nhìn này. Ui mọi người nhìn này, cái răng này. Cú đấu này.
trong nhất của đầu đấy. Úi giời ơi, nó đi trong tường này mọi người nhá, nó đi trong tường này. Đấy. Ui cái răng, ui cái răng nó kìa. Ui nhìn cái răng nó kìa. Úi giời ơi, nó đớp. Úi giời ơi. Gái. Mày trên. Ây da, đập nó đầu ơi. Con mắm miêu nó hiện ra đâu rồi, chết rồi, hiện ra đâu rồi. Nhiều hồn người vào đi tiêu diệt dưới, đi ăn thịt dưới. Ôi nhưng mà con mang mình mang ngang này, nó có tuyệt chiêu hút hồn thần trưởng nhá. Con này kinh lắm. Chạy ra đường này thôi.